Bấy giờ, nhân dân nam nữ trong thành và chư thiên, mọi người cùng đại chúng nhìn thấy Ngài Đại Ca Diếp nhiều lần than khóc, đấm ngực kêu la, bi thương chấn động vô số thế giới đại thiên. Tất cả đều cùng nhau mang các phẩm vật đến bi thương nghẹn ngào dâng lên cúng dường. Lúc ấy, trong thành Câu Thi Na, có bốn vị lực sĩ thân đeo chuỗi ngọc trang nghiêm, tay cầm đuốc thất bảo lớn như bánh xe, chiếu sáng khắp nơi, định châm lửa vào lầu gỗ thơm để trả tỷ thân Như Lai. Đuốc ấy vừa chạm đến lầu gỗ thơm, bỗng nhiên tắt mất. Ngài Ca Diếp liền nói, bảo quan của Đại Thánh dù là tất cả lửa trong ba cõi còn không thể thiêu cháy, huống chi sức các ông lại có thể đốt được sao? Trong thành lại có tám đại lực sĩ tay cầm đuốc lớn thất bảo cháy sáng, cùng nhau đến châm lửa đốt thánh quan, nhưng tất cả đuốc cũng đều tắt cả. Lại có 16 lực sĩ khỏe nhất trong thành, mỗi người đều cầm đuốc lớn thất bảo mang đến châm vào lầu gỗ thơm, nhưng đuốc cũng đều tắt hết. Trong thành lại có 36 lực sĩ khỏe nhất, tất cả đều cầm đuốc lớn thất bảo đến châm đuốc vào lầu gỗ thơm, nhưng tất cả đuốc cũng đều tắt cả. Lúc ấy, Ngài Ca Diếp bảo các lực sĩ và tất cả đại chúng rằng, các vị nên biết rằng, dù cho dùng đến tất cả lửa đuốc của chư thiên và loài người, cũng không thể trả tỷ bảo quan Như Lai, các vị không cần phải phí công khổ nhọc cố làm việc ấy. Bấy giờ hết thảy nhân dân nam nữ trong thành cùng với chư thiên, mọi người và đại chúng càng thêm bi thương, cùng nhau mang thêm phẩm vật đến, than khóc đau xót dâng lên cúng dường, cùng nhau lễ bái thánh quan, đi nhiễu quanh bảy vòng theo vẻ bên mặt, lớn tiếng than khóc, chấn động khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lúc ấy Đức Như Lai dùng sức đại bi khiến cho từ nơi quả tim trong lồng ngực của Ngài bùng lên ngọn lửa rất mạnh, tỏa ra bên ngoài thánh quan, chậm chậm trà tì xác thân Như Lai, ngọn lửa thiêu cháy lầu gỗ thơm, trải qua đủ 7 ngày mới tàn. Bấy giờ hết thảy nhân dân nam nữ trong thành cùng với chư thiên, mọi người và đại chúng cùng trải qua 7 ngày than khóc bi thảm, tiếng đau thương không chút lắng dịu. Tất cả cùng nhau mang thêm phẩm vật đến cúng dường không ngớt. Lúc ấy cả bốn vị thiên vương đều có ý nghĩ giống nhau rằng, ta sẽ dùng nước thơm dập tắt lửa để mau chóng thâu nhặt lấy xá lợi mang về cõi trời cúng dường. Nghĩ như vậy rồi, mỗi vị liền lấy bình vàng thất bảo đựng đầy nước thơm, lại mang theo bốn cây đại thọ ở bốn núi Tu Di, là loại cây đặc biệt thơm tho tinh khiết, chảy ra chất nước như sữa ngọt. Mỗi cây này đều to lớn đến ngàn vòng ôm, cao cả trăm do tuần, bay theo bốn vị thiên vương rồi từ trên không trung đồng thời hạ xuống chỗ trà tỷ. Khi ấy từ những cây này tuôn chảy chất nước như sữa ngọt, các thiên vương thì nghiêng bình vàng chứa nước thơm cùng lúc tưới cả vào lửa. Không ngờ tưới xong thì lửa càng mạnh hơn, không giảm bớt chút nào. Bấy giờ các vị thần biển Long Vương Sa Giả La cùng với các vị thần sông thấy lửa không tắt thì mỗi vị đều nghĩ giống nhau rằng, ta sẽ dùng nước thơm tưới cho tắt lửa để mau chóng thâu nhặt xá lợi về chỗ ta ở mà cúng dường. Nghĩ như vậy rồi, mỗi vị đều mang bình báu chứa vô lượng nước thơm đến chỗ trà tỷ, cùng nước tưới vào lửa. Sau khi tưới xong, lửa vẫn như trước, không giảm bớt chút nào. Lúc ấy, Ngài A Nan Luật bảo bốn vị thiên vương và các thần biển rằng, các vị dùng nước thơm muốn tưới cho lửa tắt, há chẳng phải là muốn thâu lấy xá lợi đem về cúng dường đó sao? Tất cả cùng đáp, quả đúng như vậy. Ngài A Nan Luật liền bảo bốn vị thiên vương, các vị thật là tham lam quá, các vị ở trên cõi trời, nếu xá lợi theo quý vị lên cõi trời, thì người ở trần gian làm sao lên đó được mà cúng dường. Rồi Ngài A Nan Luật bảo các vị thần biển, các vị đều ở những nơi biển lớn, sông sâu, nếu quý vị thâu lấy xá lợi của Như Lai, làm sao người ở trần gian đến được chỗ cung điện của các vị mà cúng dường. Khi ấy bốn vị thiên vương liền ngỏ lời sám hối, rồi ai nấy cùng trở về thiên cung. Các vị thần biển, thần sông cũng đều xin sám hối và nói, quả đúng như lời dạy của Thánh Tăng, sám hối rồi các vị đều trở về chỗ ở của mình